Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và hiện tại thì trên bàn của mình là chiếc Samsung Galaxy Fold. Vâng, chắc chắn đó chính là chiếc Samsung Galaxy Fold. Và các bạn không nhìn nhầm cũng không nghe nhầm đâu. Chiếc máy này thực sự là rất hiếm hoi ở Việt Nam luôn. Bởi vì thời điểm bây giờ em nó chưa được bán ở Việt Nam. Và để mang được chiếc máy này về thì Di Động Việt đã bỏ ra một mức phí đâu đó khoảng tầm gần 100 triệu đồng để có chiếc máy ở đây chúng ta cùng nhau trên tay trong video này. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video trên tay chiếc Samsung Galaxy Fold này nhá. Ok, bắt đầu nào. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái mặt thiết kế của chiếc máy này trước. Với Samsung Galaxy Fold thì các bạn có thể gấp đôi lại như mình đang có ở đây. Và khi gấp lại thì chiếc máy có phần hơi dài một chút. Khi mà mình cầm thì các bạn thấy này, tay của mình chỉ phủ khoảng tầm nửa chiếc máy mà thôi. Còn ở phần trên máy thì mình không có cầm tới. Tuy nhiên khi mà mình soi một chiếc máy kiểu Samsung Galaxy Note 10 Plus thì chiếc Samsung Galaxy Fold này nó còn ngắn hơn về chiều dài so với chiếc Note 10 Plus nữa. Và đồng thời nhá, khi gặp lại thì các bạn cũng sẽ có một cái phần viền máy hơi dày đúng không các bạn thấy không? Đó, nó dày cả đốt ngón tay của mình luôn, gần một đốt ngón tay của mình. Nhưng mà có cái điểm cực kỳ hay Samsung đã làm ở trên cái máy này mà mình cũng không biết là tại sao Samsung làm được như vậy nữa. Đó chính là đây. Các bạn nhìn thấy cái phần cạnh dưới của máy không? Trông nó hơi vát vát kiểu tam giác như thế này. Thế nhưng mà trong cái cảm giác của mình khi mà mình sử dụng máy ấy, để mình dùng cái màn hình phụ này này, thì cái màn hình này hoàn toàn không tạo cho mình cảm giác là kiểu nó bị nghiêng sang bên tay phải một chút nào cả. Đúng là nếu nhìn thế kia thì có bị nghiêng nhưng khi dùng rất là bình thường, cảm giác như kiểu cái màn hình nó phẳng luôn ấy. Thì cái trải nghiệm người dùng mà Samsung mang lại là cực kỳ tốt khi mà thiết kế được cái này. Và đồng thời thêm một cái điểm nữa mà các bạn cũng sẽ chú ý ngay ở trên chiếc Samsung Galaxy Fold phiên bản tái sinh này, đó chính là Samsung đã bổ sung thêm một cái lẫy ở đây. Và cái lẫy là lẫy hình chữ T giúp chúng ta không còn sợ bị hỏng màn hình như trước nữa. Trước đây Samsung tìm ra cái vấn đề bị hỏng màn hình là do người dùng không may chạm vào cái miếng dán ở bên trong, gọi là miếng dán màn hình, thực ra cũng là một phần của màn hình luôn. Rồi thậm chí là cái khe ở đây nó bị hở quá nhiều ở trên sản phẩm trước. Với sản phẩm này Samsung quyết định là che lại luôn bằng cái lẫy chữ T. Và cái lẫy này ngoài việc là che bụi ở đây ra thì còn kẹp giữ chắc chắn cái miếng dán màn hình của chúng ta. Với cái trọng lượng của Samsung Galaxy Fold khi mình cầm ở trên tay nó cho cảm giác khá là đầm tay. Và so với Note 10 Plus thì nó có phần nặng hơn. Thế nhưng mình nghĩ rằng những anh em nào mà đang dùng quen dòng Note rồi sang chiếc Samsung Galaxy Fold nó cũng không có bất kỳ cái vấn đề gì cả. Mình đi sơ sơ một chút về cạnh của chiếc máy này đi. Thì đối với lại cạnh trái đó, các bạn sẽ có cái phần bản lề khá là to và logo Samsung có thể đổi màu được ở đây, nhìn rất là đẹp. Ở bên cạnh phải của chúng ta thì cực kỳ nhiều thứ luôn. Các bạn sẽ có cảm biến vân tay một chạm này, các bạn sẽ có nút nguồn, chúng ta có tăng giảm âm lượng. Và ở bên này thì các bạn sẽ có khay SIM. Có một cái điểm mình cũng hơi khó hiểu một chút là tại sao Samsung lại tách đôi cái nút nguồn là cảm biến vân tay một chạm ra mà không tích hợp làm một luôn để chúng ta đỡ có nhiều nút bấm hơn. Tuy nhiên thì cái vị trí đặt vân tay một chạm này mình nghĩ rằng khá là hợp lý. Đây, khi mà mình cầm một tay thế này thì mình hoàn toàn có thể chạm thẳng vào vân tay luôn mà không sợ rằng là tay của mình không với được. Còn nút nguồn thì có vẻ ở vị trí nó hơi cao hơn một chút. Ở màn hình phía trước thì Samsung cũng không quên trang bị các bạn một cái màn hình phụ để các bạn sử dụng điện thoại khi mà chúng ta không muốn mở cái màn hình chính của máy ra. Với màn hình phụ này các bạn có kích thước là 4,6 inch và độ phân giải sẽ là HD+. Đồng thời màn hình này thì cho chất lượng hiển thị mình nghĩ rằng không thua kém gì so với màn hình ở bên trong của máy cả. Chỉ có điều là nó nhỏ hơn và nhìn nó xinh xắn hơn thôi. Cũng như là các viền xung quanh màn hình này thì có vẻ khá là dày đây. Các bạn sẽ có viền trái, viền phải, viền trên, viền dưới, viền nào cũng dày. Nhưng mà Samsung đặt khá là cân đối, vì vậy khi mà nhìn không có cảm giác khó chịu cho lắm. Ngoài ra thì cái màn hình này các bạn vẫn có thể selfie được. Lúc nãy mình có vô tình bấm vào camera đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Camera trước của mình này có độ phân giải là 10 megapixel. Ở trên này là phần loa của máy để các bạn có thể nghe cuộc điện thoại và tất nhiên là mic thì sẽ nằm ở cả trên cả dưới của máy. À, nói về riêng loa ngoài của máy nhá, thì nãy mình có để ý một cái điểm khá thú vị đây cho các bạn xem phần loa ngoài đi. Ở trên đỉnh máy các bạn có một cái loa ngoài và loa này khi mở ra này nó sẽ nằm ở phía bên trái. Tương tự như vậy ở phần cạnh dưới của máy các bạn có một cái loa ngoài và cũng nằm ở bên trái luôn. Thực sự thì âm lượng mà cái loa cho ra rất là to, tuy nhiên thì nó hơi lệch một chút về bên trái bởi vì là thiết kế hoàn toàn nằm bên trái hết. Còn bên phải của chúng ta thì các bạn sẽ có cổng sạc và những cái mic phụ. Có một cái điểm hơi thiếu thiếu ở trên chiếc Fold này đó chính là jack cắm tai nghe 3.5. Hiện tại là mình vẫn chưa tìm em đang lẩn trốn ở đâu. Có thể đây là một cái điểm thiếu mà những ai sử dụng sẽ cần phải lưu ý. Bởi mình nghĩ rằng là những người dùng doanh nhân bây giờ đôi khi vẫn khá là chú trọng cái jack cắm này. Còn ở mặt sau của chiếc máy này các bạn sẽ có một cái mặt lưng được làm bằng kính và mặt kính thì khá là sáng. Tuy nhiên cái vấn đề gặp phải ở trên cái mặt kính vừa sáng vừa bóng này đó chính là bám vân tay. Các bạn chỉ cần cầm máy một lúc thôi là toàn bộ vân tay sẽ bám ở trên đây, nó khá là khó chịu. Chúng ta phải lau đi để sử dụng nó đẹp hơn. Với cụm 3 camera ở đây thì các bạn sẽ có thông số giống như là trên chiếc Samsung Galaxy S10 Plus và tất nhiên là kết quả ảnh chụp ra nó cũng giống như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào cái màn hình chính nhá. Nhưng mà trước khi vào mình cho các bạn xem cái phần trình diễn về khả năng mở app một chút đã, nó rất là hay luôn. Đây và phần bản đồ này. Các bạn nhìn thấy cái phần bản đồ này chưa? À, nhưng mà bây giờ mình sẽ thoát hẳn ra ngoài đi để nó chỉ mình vị trí của mình thôi. Mình sẽ mở ra này, các bạn nhìn nhá, màn hình ngoài sẽ tự động tắt và màn hình trong nó sẽ mở ứng dụng bản đồ của chúng ta luôn, cực kỳ xịn sò. Và đây mới là cái tính năng mà mình yêu thích ở trên Samsung Galaxy Fold. Nó giúp mình có thể liên tục làm việc từ màn hình trong ra màn hình ngoài mà không bị gián đoạn một chút nào cả. Và tất nhiên là khi mở ra thì màn hình này sẽ hiển thị nhiều thông tin hơn, bản đồ nó cũng to hơn. Với màn hình ở trong các bạn sẽ có một màn hình có độ phân giải lên tới là 2K+ và kích thước của màn hình này sẽ là 7,3 inch. Một cái điểm cực kỳ hay ho màn hình trong mà Samsung đã mang lại là đa nhiệm 3 ứng dụng.
Cái tính năng này mình đảm bảo các bạn là cực kỳ lạ trên Android luôn, chưa máy nào làm được ngoài Samsung Galaxy Fold cả. Và để đa nhiệm được thì các bạn vuốt cho mình từ bên cạnh phải vào. Ví dụ như bây giờ mình vào trong YouTube này. Đó các bạn thấy không? Tiếp tục nhá, bây giờ mình sẽ vào trong phần cài đặt đi. Và như vậy là mình đang có tới 3 ứng dụng liền ở trên máy. Bây giờ mình thử mở cái thứ tư này. Ví dụ như mình mở bộ sưu tập. Lập tức sẽ thay thế ở phía dưới, chứ nó không hiển thị tiếp mà nó sẽ thay thế. Và với cái màn hình này thì Samsung cũng không quên cái bài học lần trước, khi mà chiếc Fold ra mắt thì liên tục là bị hỏng, bị lỗi, bị sọc, thì Samsung đã gia cố lại rất là cẩn thận cạnh viền của chúng ta. Tuy là có gia cố, có vuốt vào trong thế này nhưng mà màn hình của máy thì trông nó cũng không quá là bị dày, khi mà mình nhìn cho mình cảm giác nó bình thường. Màn hình này chỉ có cái điểm mình hơi thắc mắc và khó hiểu Samsung thôi, đó chính là đưa thêm một cả một cái cụm dài như thế này mà trong đó mình chỉ nhìn được có mỗi hai camera, là một cái 10 megapixel và một cái 8 megapixel, còn một đống cảm biến ở đây mình chưa biết là cảm biến gì. Với lại thêm một cái điểm nữa mình thắc mắc, đó chính là khi mở máy to thế này thì nghe ở đâu, bởi vì mình không thấy phần loa thoại nằm ở trên hay ở dưới của máy, mà chỉ có loa thoại duy nhất mình nhìn thấy là ở bên màn hình ngoài này mà thôi. Mình hãy cho các bạn xem qua một chút giao diện camera đi. Thì đây là giao diện camera trước này, đó, phóng to hơn này. Giao diện camera sau của chúng ta thì các bạn cũng sẽ có nhìn tùy chọn, nó cũng giống như ở trên S10 Plus thôi, có lấy nét động này, đó, các bạn có phần ảnh, có video. Nhưng mà cái điểm thay đổi là di chuyển phần nút chụp, phần đổi camera cũng như là phần vào trong phần thư viện ảnh sang bên tay phải để các bạn tiện hơn với chụp một cái màn hình lớn. Các bạn sẽ cần chú ý cho mình một điểm nữa ở trên cái màn hình này, đó chính là bởi vì đây là màn hình gập nên là chúng ta không thể tránh khỏi một cái phần nếp nhăn nằm ở giữa màn hình như thế này. Khi mà mình vuốt đến những phần màu trắng hoặc mình đưa dưới ánh sáng, đó các bạn nhìn rất là rõ cái phần nếp nhăn của chúng ta không? Với cái phần nếp nhăn này thì khi mà mình vuốt qua nó sẽ tạo cảm giác hơi gợn nhẹ một chút trên màn hình. Nói chung là kiểu vuốt qua vuốt lại ra màn hình nó không được sướng cho lắm, bởi vì đang mượt như thế này nên sập một phát đến đây nó lại không được mượt. Và thêm một điểm nữa các bạn cần lưu ý, đó chính là cái tấm phủ trên màn hình của chúng ta, đó chính là một cái lớp dẻo polymer chứ không phải là lớp kính cường lực như trên điện thoại khác. Và mình đang rất là nghi ngại cái việc chúng ta có thể dán được cường lực lên không, và hình như là chúng ta không thể dán được các bạn ạ. Về cấu hình của chiếc Samsung Galaxy Fold thì máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855 để đủ sức gánh toàn bộ tác vụ trong máy, và tiếp theo thì máy sẽ có bộ nhớ RAM là 12GB và bộ nhớ ROM trong máy là 512GB. Như vậy là quá thoải mái để chúng ta cho dù đa nhiệm hay là lưu trữ. Khi mà đem Galaxy Fold đi thì các bạn không phải đem một cái điện thoại nữa, các bạn đang đem ở đây là một cái ổ cứng di động luôn. Và theo Samsung chia sẻ thì tựa game như kiểu PUBG Mobile cũng chơi ở trên màn hình được rồi. Nói chung là mình sẽ dành một cái video để test cho các bạn xem cái độ tương thích của màn hình với lại game của chúng ta thời điểm bây giờ nó như thế nào nhá. Bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn thấy hay thì hãy một like, một sub cho kênh của Di Động Việt nhá.